chương trình họp mặt giới trẻ Sa Lê Giêng. Có khoảng 300 bạn trẻ từ khắp thế giới Sa Lê Giêng sẽ quy tụ về Van Đức Cô và Cô Lề Đông Bosco từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 8 năm 2024 để trải nghiệm chương trình họp mặt giới trẻ Sa Lê Giêng qua các sinh hoạt, đời sống chung, niềm vui, đối thoại và làm phong phú tinh thần Sa Lê Giêng. Toàn bộ việc trải nghiệm này được gọi là Ngày họp mặt giới trẻ Sa Lê Giêng sẽ được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 200 năm giấc mơ 9 tuổi của Don Bosco. Nhiều tỉnh dòng con Đức Mẹ Phù Hộ FMA và dòng Sa Lê Giêng Don Bosco SDB đang nỗ lực chuẩn bị cùng với các bạn trẻ theo nhiều cách thức khác nhau để họ được truyền cảm hứng về giấc mơ mà Chúa đã dành cho họ. Một số tham dự viên đã bày tỏ sự phấn khởi khi có thể gặp gỡ những người bạn mới, những người cùng chung tinh thần Sa Lê Giêng, những người muốn khám phá rõ hơn về những ước mơ của mình trong đời sống và những người xem ý nghĩa của việc sống kinh nghiệm Kitô giáo theo phong thái Sa Lê Giêng. Chắc chắn còn nhiều điều khác nữa. Để họ có được những trải nghiệm khó quên trong ngày họp mặt giới trẻ Sa Lê Giêng, dưới đây là chương trình sẽ đồng hành với họ.